quý vị và các bạn, năm 2023, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú được chọn là đơn vị tổ chức Tết Quân Dân với các chương trình an sinh xã hội thiết thực. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mô hình dân vận mang tính tổng hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm tô thắm thêm tình quân dân gắn bó. Qua đó, để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi. Nằm trong kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Quân Dân năm 2024 tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, xã được hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà, trong đó có 6 căn nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo. Mỗi căn được Quỹ vì người nghèo huyện Châu Phú hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ vận động các tổ chức cá nhân, hỗ trợ thêm ngày công lao động cho gia đình, tổ chức nhà từ thiện ở địa phương để hỗ trợ xây nhà, góp phần giảm thiểu chi phí cho mỗi gia đình. Mỗi căn nhà được đảm bảo theo tiêu chí ba cứng, nền cứng, khung cứng, mái cứng và có nhà tiêu hợp vệ sinh. 6 căn nhà đại đoàn kết cho bà con nghèo tại địa phương sẽ được bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán năm 2024 để bà con có điều kiện vui xuân đón Tết ấm áp bên căn nhà mới cùng gia đình.